Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Real Life Craft. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó là đánh chiếm cái tòa thành. Và lần này thì mình sẽ cố gắng đi hết những tầng trong cái tòa thành đá cội luôn nhá. Và mình cũng đã chuẩn bị vũ khí nè, cũng như là một ít thức ăn rồi. Và khiên thì lần này mình sẽ sử dụng cái khiên bằng sắt này cho nó kiên cố hơn nhá. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải mang theo ba lô để mình có thể chứa thêm đồ đạc nè. Rồi, giờ thì đi thôi nào. Và trước khi đi thì mình sẽ ra thăm ruộng một cái, coi ruộng chín tới đâu rồi để mình còn thu hoạch nữa. Có vẻ ruộng vẫn chưa có chín cho lắm nên thôi tạm thời thì mình sẽ đi qua cái tòa thành để chiến đấu cho nóng luôn nhá. Thành thủ lúc trời còn sáng nè, mình chiến đấu tới lúc mà sập tối mình quay về mình ngủ một giấc là được rồi. Rồi giờ thì đi thôi nào. Và như thường lệ thì mình cần phải kiểm tra xung quanh cái tòa thành trước cái đã, lỡ bị mấy cái con quái bên ngoài tấn công thì phiền phức lắm. Có vẻ hôm nay không còn mấy cái con nhện nữa rồi. Có vẻ yên bình đó. Rồi giờ thì lên trên và chiến đấu luôn thôi. Ui, mới nhắc không có mà giờ có rồi nè. Mấy cái con này thỉnh thoảng nó vẫn tấn công mình nhá, chứ không phải là nó không có quánh mình đâu. Thỉnh thoảng nó vẫn quánh mình ấy. Mà thôi kệ đi, khi nào nó quánh mình thì mình quánh lại cũng được. Rồi giờ đi lên trên và chiến đấu luôn thôi. Mình cần phải để ba lô xuống, lấy ra một ít đuốc trước đã, chứ trong đây nó tối thui. Bên cạnh đó mình cần phải lấy thêm nước ra nè, lấy một cái đồ lọc ra nữa để một xíu mình còn lọc nước ra uống nhá. Rồi giờ lên trên tiếp thôi. Mình không biết là nên bỏ ba lô đây hay là mang theo ta. Mình nghĩ chắc bỏ ba lô bên ngoài đi, chứ giáp mình đã yếu rồi mà mặc thêm ba lô nữa thì không ổn đâu. Ba lô để đây, mặc áo giáp sắt vô nè. Mang theo bandage đi để một hồi mình còn hồi máu nhá, và một ít cái băng gạc nữa. Rồi đi thôi, đi thôi. Hôm trước mình đánh tới tầng này rồi nè, bạn trở thì như còn cái spawner mình chưa có đập đấy. Thành ra bây giờ mình sẽ lên trên và chiến đấu luôn. Chỗ này mình lấy đồ rồi, hình như tầng này còn nè đúng không? Không, tầng này mình cũng lấy đồ luôn rồi, còn lông gà thôi. Rồi lên trên và chiến đấu luôn nè, cái tầng này là nguy hiểm á. Rồi. À, có một con nhỏ thôi. Tranh thủ. Ui, xuất hiện đâu rồi. Lẹ. Cái này nó chỉ có đập không có nhanh lắm, thành ra mình phải tranh thủ á. Oh my gosh. Ui, kim cương kìa. Wow. Ui, một ba lô nữa. Một bộ giáp bằng silver. La bàn. Blowing. Toàn đồ tốt thôi. Lấy về. Ây da, ui, mình đang khát nước, và còn bị lạnh nữa chứ. Làm ngụm nước coi nào, chẳng đó chị vết thương luôn cái đã, nãy giờ bị nó quánh đấy. Rồi chị, nhất là phần đầu mà bị thương là mau ngõm lắm luôn á. Ui, ba máu nè, còn mình chân thôi, đi tiếp nào. Dám làm phiền mình hả? Và đánh những cái tòa thành này á, tốt nhất thì chúng ta nên đánh vào buổi sáng. Tại vì buổi sáng thì nó sẽ ít spawn ra, chứ ban đêm thì nó spawn nhiều dữ lắm luôn. Lên tiếp tầng trên nào. Ui, thằng này có mấy con skeleton nè. Ây da. Ôi. Đừng. Đi ra cho các. Mấy con ma trời này dám quánh mình hả? Ui, dùm bài thằng trên nó còn kéo xuống tầng dưới nó quánh mình thêm nữa chứ. Hổ báo hê. Dám đẩy xuống để quánh mình hả? Rồi, nó quánh cả đồng đội nó luôn rồi. Quánh hụt nha. Nhọn độc nè, nhọn độc. Ui, hình như ban ngày mấy con nhện này nó không có đánh mình thì phải á. Mình thấy mình khèo nó mới khèo mình thôi. Quánh mình hả? Rồi ok. Ban ngày đánh dễ lắm luôn á. Rồi. Và ây da. Ui, có đùa không? Ây da, ui, đừng. Ui, đừng. Ui, có đùa không? Ui, không đùa. Một cái Wither Skeleton Skull. Mình may mắn thiệt á. Mình đã nhặt được thứ cực kỳ khó tìm luôn rồi. Và ngoài ra mình có được thêm một viên kim cương nè. Rất tốt. Mình sẽ cắt bớt mấy cái khoáng sản vào trong đây nha. Mình sẽ cắt bớt cái này rồi sau đó mình sẽ trở lại cái tòa thành nha. Vừa tiêu diệt hắn luôn á. Và mình nhặt được một cây gì nè, Iron Rapper. Cây này có 5 đam, 2.4 sức tấn công. Ủa, tốc độ đánh chứ.
Ồ, cái này đánh khá là nhanh á. Được, được, được. Cái gì chứ, tốc độ đánh cao là mình thích hả? Rồi, giờ thì mình sẽ lên trên để tắt cái ngọn nước đó luôn nha. Có cái này hơi bị tiện luôn á, mình có thể chiến đấu nhanh hơn nè. Wow, mình đánh mà con skeleton nó không kịp, nó quánh mình luôn. Tốt, tốt, lấy nước, múc lại xô nước luôn. Rồi, dạ. Giờ thì nhặt những cái thứ rơi ra trên mặt đất thôi. Ôi, nó còn rơi ra cây đuốc nữa. Rồi. Ôi, dạ, dạ, dạ. Mua mấy cái con nhỏ này. Dạ. Ui, đừng, 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 đừng ma, đừng ma. Ui, đông vậy. Ui, đúng rồi, mắc vô cán nhện đi. Đúng rồi, cán nhện rồi á. Mình có thể đứng đây và chém thoải mái luôn nè. Ui, kim cương hả? Ui, mấy con này rơi ra đồ xịn không vậy? Ui, ui. May mà nghe tiếng con skeleton dương cung á. Không thôi bị bắn vào đó là vô đầu rồi. Ôi, cái cán nhện này cứng vậy. Đập ra, đập ra, đập ra. Rồi, nhặt đồ rơi ra thôi. Wow, mấy cái con zombie này cho đồ tốt ghê luôn á. Và hiện tại mình được 24 level luôn rồi nè. Làm gì rơi đùm được vậy? Rơi từ từ người ta còn quánh nữa nào. Ây da. Uống dùng một miếng cái đã. Ui, đừng có máu chiến như vậy, có được không? Ui. Quánh đâu còn có hiệu ứng nổ tung nữa. Ây da. Chết chưa, chết chưa? Hình như hắn bị tiêu diệt rồi. Ok, tốt quá, tốt quá. Và mình được một cái spectral seal gì nè, dùng để làm bong bóng. Được 3 kim cương nữa. Vậy là mình có thể làm luôn một cái cây cúp kim cương luôn rồi đó. Tốt nha, tốt nha. Rồi, lên tiếp nào. Hình như tầng trên á. Ở tiếp này tầng... À quên nữa, mình phải ăn vô một cái nè. Rồi sau đó vứt cái thịt zombie luôn đi. Tại vì thịt zombie bây giờ mình không cần nhiều đâu. Pale punch. Ui, mình được một cái gì mới nữa nè. Và một cái áo giáp. Áo giáp bị giảm tốc độ hả? Nhưng mà cái này nó có độ bền nhiều hơn nè, nên mình sẽ lấy nó đi. Một cái yên cưỡi. Combat thì mình không cần. Cái quần thì chắc cũng không cần đâu nha. Rồi, ngoài ra mình sẽ vứt bớt mấy sợi chỉ vô đây. Con cá này mình cũng vứt luôn. Rồi, lên trên tiếp thôi. À, lọc nước lại con cá nào. Uống cho nó tốt. Rồi. Ủa, cái chỗ này hết spawn nữa mà sao nó triệu hồi ra nhiều vậy ta? Ui. Ui, có làm không? Ây da. Ây da. Bị thương, bị thương rồi, bị thương rồi. Chữa, 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 chữa thôi. Rồi, quấn lại nào. Đó, cho hồi phục thể lực lại trước cái đã. Ui, cái rương gì đâu, mình thấy kiếm cương rất là nhiều luôn. Rồi, phần đầu mình đã đầy máu rồi nè. Phần chân thì khỏi chữa lành cũng được. Một, hai cây kiếm. Ây da. Hai cây kiếm kim cương. Wow. Lấy về, lấy về. Rồi, vứt bớt cái gì ta? Thì sân bay vứt nè, có cúp kim cương luôn chứ. Quá nhiều thứ tốt luôn. Ây da. Ui, coi kìa, nó rơi xuống kìa. Như mưa vậy đó. Không ổn, không ổn rồi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới cất đồ một cái rồi đi lên trên lướt đồ tiếp nha các bạn. Mình đã cất đồ xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau lên trên để tiếp tục chiến đấu thôi. Cái tòa tháp này có vẻ cho rất là nhiều đồ ngon luôn á. Và cái cấp độ đồ ngon lên thì nó cũng tăng theo cái số tầng. Vậy là chắc tầng trên cùng nó sẽ có món đồ rất là VIP cho coi. Rồi, lên đây nhặt kinh nghiệm nè. Và nó còn một ít cái món đồ ở đây chắc không cần đâu. Lên trên tiếp thôi. Và cũng rất gần tới cái tầng có boss rồi hay sao ấy. Ở đây còn cái bandage mình chưa nhặt được nè. Táo vàng, kệ sách. Cúp nè, mình phải nhặt cái cúp về nữa. Áo giáp cho mấy bé sói thì mình cũng nhặt luôn. À, hai cái cúp lần hả, lấy về. Rồi, lên trên tiếp nào. Ui ui. Ui, rơi xuống mà cũng bắn vô đầu mình nữa. Mấy cái tên này thiện xạ ghê luôn ấy. Rồi, và coi coi tới tầng mấy rồi ta. Ồ, vậy là cái tầng ở trên là tầng kế cái tầng có boss rồi. Và tầng này khi mà mình mở cái rương ra thế nào con boss trên nó cũng phá vỡ cái lòng mà. Ra bây giờ mình phải đọc cái spawner đó trước nè. Rồi, ấy da, mình bị cháy, mình bị cháy. Không được, không được, không được. Lấy xuống nước lại. Cẩn thận, cẩn thận. Ui, tại vì trên kia có một con skeleton nó có hiệu ứng ấy. Ra nếu mà nó bắn mình trúng thì nhiều khi mình lại bị đốt nữa. Mà bị đốt trong đây thì nguy hiểm lắm. Thành ra tốt nhất là nên chiến đấu từ từ thôi. Đó, bắn trước hả? Bắn trước là sai rồi. Rồi lên trên và chiến đấu lại với con này thôi nào. À, bắn đi, bắn. Nó. Ui, nó đưa ra cuốn sách gì kìa. Blazing. Chưa biết công dụng của nó làm gì, nhưng mà dù sao cũng là một quyển sách ăn chay mà. Cứ mang về từ từ ép vào cũng được. Và bây giờ mình sẽ chữa trị vết thương một xíu cái đã.
Ủa mấy cái tên này sao cứ nhắm vào đầu mình bắn hả? Mình sợ nhất là chấn thương vùng đầu ấy mà cứ nghiêm đầu mà bắn. Thì ai mà chơi cho lại được. Rồi lên trên tiếp thôi. Chặn đường nè. Rồi ổn ổn. Còn phải tiêu diệt cái spawner đó gấp mới được. Hai con hả? Bắn đi. Bắn nè. Ui con kia nó bắn cái mũi tên gì ngộ vậy. Lần đầu tiên mình thấy con skeleton mà bắn ra mũi tên lửa màu tím như vậy ấy. Bắn nè. Rồi. Ui spawner nó hết tác dụng rồi. Ui như đây là con boss thì phải. Ồ đúng rồi. Ui mình quánh đó mình còn bị hiệu ứng Wither nữa kìa. Ây da da. Hiệu ứng độc dữ quá. Người mình bây giờ bị vết thương nhiều quá rồi. Không ổn. À. Mình gặp đại ca skeleton rồi. Ôi mình quánh tên đó mình cũng bị đốt nữa. Mà hắn bắn thì mình cũng bị đốt luôn. Ok bây giờ mình sẽ quay lên trên để trả thù mới được. Ok cảm ơn mình đã trở lại cái tòa thành rồi đây. Nãy giờ mình dùng kiếm mình đánh ấy, mình bị đốt không biết dùng cung thì sao ta. Bây giờ mình sẽ lên và đổi phương án coi. Mình sẽ thử đội cung với hắn ta. Đội cung này hình như... Ui hắn có khả năng dịch chuyển. Ui cái tên này có khả năng dịch chuyển đó. Ôi mình quánh tên đó mình cũng bị đốt nữa. Mà hắn bắn thì mình cũng bị đốt luôn. Ok bây giờ mình sẽ quay lên trên để trả thù mới được. Cái tên này có khả năng dịch chuyển rồi. Ui bá đạo vậy. Có lẽ đây là đại ca skeleton trong Minecraft ư? Hèn gì mình thấy hắn bắn ra mũi tên màu đỏ là màu tím là mình thấy nghi rồi. Rồi được. Này thì đại ca hả? Giờ mình sẽ cho đại ca biết mặt luôn cho coi. Ui đại ca despawn rồi. Và bây giờ mình gặp con boss luôn rồi các bạn ơi. Giờ hắn chưa có phát hiện mình. Mình nghĩ là mình không biết có nên lấy đồ dưới này không nữa. Nhưng mà muốn lấy đồ thì phải dọn dẹp cái kho đồ mình sạch một xíu cái đã. Để không thôi mình không có nhặt được nhiều đồ mang về đâu. Bớt cái này nè, chưa cẩn thận, lỡ con quái nó quánh thì rớt dưới chết nữa. Quyển sách thì... Ui, mình không có mang theo ba lô bên người nữa ta. Chưa, cắt đồ dưới rương tầng dưới nè, như vậy nó an toàn hơn á. Cắt đồ vô thôi. Cúp kim cương thì mình sẽ mang theo đi, tại vì cúp kim cương quý lắm. Giáp này thì mình cũng có thể chế tạo hay sao ấy. Đúng rồi, có thể chế tạo thì mình vứt được nè. Than vứt được, xương vứt được. Cung thì mình còn... cúp vứt luôn đi. Sắp tới mình ăn lên cúp kim cương xài cho nó xịn. Rồi mang theo những thứ này nhá. Táo vàng một xíu mình sẽ ăn để chiến đấu luôn nè. Sách cất vô luôn. Bát súp cất vô. Rồi giờ lên trên và chiến đấu thôi. Mấy cái bandit thì mình cũng không cần đâu. Chủ yếu là mình cần nhiều không gian thôi. Rồi cần một cái thôi. Hơi lo một xíu. Tại vì giờ mình mà mở cái rương trên kia là nó nổ cái bom con boss nó xuống nó quánh mình cho coi á. Ôi tiêu diệt cái con này trước đã. Ấy da. Khi mình bị bắn thì mình bị chón ấy. Hắn còn gây cho mình hiệu ứng yếu đuối nữa. Ây da. Ui hắn triệu hồi con gì á. Ui được mấy cái nhẫn gì nè. Wow đồ tốt. Mình có cách để mình thử. Mình có thể trèo lên trên để mình lấy đồ rồi chạy không nha các bạn. Cái này mình có thể nhấp nhả. Tiêu diệt được một tên rồi. Còn cái tên thứ giữ trên đây thôi. Tên này cũng... đâu rồi? Hình như hắn bị té rồi đúng không? Hình như hắn bị té rồi. Hay quá. Dạo to rồi các bạn ơi. Cái này mình lợp rơm nguyên cái rương về luôn chứ. Ngại gì mà không lấy về. Dạo to, coi có cái rìu không? Không có rìu hả? Ok không có rìu dùng tay không đập đi. Mình xách nguyên cái rương này về luôn. Không cần phải lút đâu. Tại vì trong đây món nào cũng tốt hết á. Ui mở cái rương nhìn thích cực kỳ luôn á. Đây mới thật sự là chiến lợi phẩm sau cái hành trình khám phá cái tòa thành nè. Và bây giờ khi mà nhìn trên bầu trời á, thì các bạn có thấy những cái chấm trắng nhỏ nhỏ không? Và đang tới mình kìa. Đó chính là thằng gió đó. Đi ra chỗ khác đi. Ui bắt hộp rồi. Ui nhiều đồ xịn quá mình nhặt không hết luôn ấy. Ui đừng có thấy mình nha. Ui thằng gió kìa. Sợ quá. Sẽ cắt bớt xương vô đây. Lấy ngọc Ender nè. Lapis. Mấy cái quặng cũng như mấy cái essence thì mình sẽ mang về. Đó. XP Storm. Cái này lưu được kinh nghiệm nè.
Wow, đồ xịn nữa. Quá nhiều đồ xịn luôn. Áo giáp này thì mình vứt đi, mình mang áo giáp vàng về. Rồi, về thôi. À, trước khi về, cà kìa thằng gió một cái nè. Ui, sao bắn không trúng hả? Ui, trúng rồi kìa. Thằng gió hả? Thằng gió cũng bị mũi tên của mình tiêu diệt thôi. À, đây còn vàng nữa. Vứt cái đĩa nhạc đi, mình lấy vàng về. Vàng thấy vậy chứ quý lắm. Rồi, ổn. Vào xuống dưới và coi còn sót món đồ nào không, mình còn lấy về nữa. Dưới đây thì hết rồi. Và mình có được 2 cái khối kim cương. Không cần phải cực khổ đào mai làm gì. Vô mấy cái tòa thành này mà ha, chiến thôi. Mình có thể vứt cái gì nữa ta? Mình đang định lấy cái quyển sách này về, nhưng mà thôi không cần lấy đâu, giờ thì về cũng được rồi đó. Và ở dưới mình còn cái ba lô nữa kìa, mình cần phải để mình có kinh nghiệm vào thử nha. Nó hình như cái này nó lưu được có 10 level thôi hả? 29. Hình như là vậy á. Nhưng không sao, dù sao cũng chứa được ít level giúp mình cũng được. Rồi, giờ thì đi xuống thôi. Đỡ quá. Thông thường đánh mấy cái tòa thành này á, khi mà mình tiêu diệt boss thì nó sẽ bị sập, nhưng mà cái tòa thành đỡ một phát là nó không có bị sập ấy. Thành ra mình vẫn còn nguyên vẹn cái tòa thành này. Rồi, giờ đi xuống. Ui, đặt xuống nước hụt lắc. Rồi, giờ mình sẽ tổng kết sau chiến khám phá tòa thành này. Mình đã được toàn bộ những thứ trong người mình nè, rất là xịn luôn đúng không? Bây giờ mình sẽ xách cái ba lô chứa đầy những cái vật phẩm của mình, sau đó đi về nhà thôi. Nghỉ ngơi cũng như là hồi phục thể lực nào các bạn ơi. Cái phần thân thể nè, phần tay cũng như là phần chân của mình nó bị thương rất là nặng rồi. Ngủ một giấc cho nó khỏe lại nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đập hộp chiến lợi phẩm từ cái tòa tháp đá cội nhá. Đầu tiên là những cái nhẫn đi. Ở đây mình có 2 cái nhẫn, một cái thì cho mình tốc độ đánh nè, một cái thì cho mình cái sát thương mũi tên. Cũng tạm ổn. Rồi cái tiếp là amulet đi, mình có 2 cái, và cái này hình như nó chưa có cái hiệu ứng gì hết, chắc mình phải mặc vào thì nó mới có hay sao ấy, đúng không? Cái này không cho gì luôn. Cái này thì sao? Ủa, à cái này cho 2% tốc độ đánh. Ôi không tốt cho lắm, tự nhiên cho có 2% tốc độ đánh à. Còn cái trên thì không cho mình cái gì hết. Vậy là 2 cái amulet này chắc mình sẽ mặc thêm một cái cho tốc độ đánh đi, cũng tạm ổn á. Rồi cho vào. Kế tiếp thì mình có thêm được một cái ba lô nữa, và cái ba lô này thì chắc mình sẽ để ở nhà, mình chỉ mang theo cái này để đi khám phá thôi. Để ở nhà thì mình sẽ treo vô trong nhìn cho nó đẹp nhá. Đặt vô như vậy đó, vậy là mình có thể cất thêm đồ rồi. Ngoài ra thì mình cũng có được những cái hot crystal shard này nè. Cái này thì mình có thể chế tạo thành một trái tim ấy. Rồi giờ thì mình sẽ làm luôn. Được một trái tim nữa nè. Giờ thì ăn vào một cái. Nhưng mà khoan, mình cần phải nâng cái cấp độ phép thuật của mình lên cấp 8 trước cái đã. Đây, nâng lên cấp 8 nè. Và ten ten. Giờ mình đã có thêm được một trái tim rồi. Tìm cái nàng tim bướm coi. Nàng tim bướm đâu ta? Tại vì cần nàng tim bướm thì mình mới có thể hồi máu được. Đây. Hồi máu đi. Cho lên thêm một trái tim nào. Sẵn tiện chữa trị vết thương ngay đầu luôn. Ồ, vậy là nó tăng máu cho phần đầu của mình hả? Ui, vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Mình lo nhất là phần đầu á, nhưng mà đã được thêm máu rồi nè. Mình còn có được một cái Pale Punch gì nữa nè. Nhưng mà cái này như không có mở ra được. Cái này từ mình sẽ tìm hiểu sau. Và đặc biệt hơn thì mình có được một cái đầu của Wither Skeleton, thứ mà mình nghĩ rất là lâu nữa thì mình mới có thể sở hữu được ấy. Nhưng mà sau chiến khám phá này mình cũng đã có được một cái mang về rồi. Ngoài ra mình còn có được 2 cái cúp kim cương nè. Một cái là Grayful, một cái thì chưa có cái chất lượng. Và 2 cái kiếm thì một... Ui. Cái kiếm này bị trừ tốc độ đánh rồi. Không tốt. Mà thôi kệ đi, dù sao nó cũng là đồ miễn phí mà. Rồi giờ thì mình sẽ lấy thêm một cây cúp kim cương nè, và chúng ta sẽ bắt đầu thêm một chuyến khám phá nữa. Tại vì ở ôi mình chưa dùng được. Chắc dùng tạm cái cúp bằng sắt đi các bạn ơi. Giờ mình chưa có đủ cái cấp độ để có thể sử dụng được cúp kim cương ấy. Cây cưa đâu rồi ta? Cây cưa đây. À, mình có que rồi nè. Là một cây cúp sắt nữa thôi, tại vì cúp sắt nãy mình vứt mất tiêu rồi. Rồi lấy lại cái đầu Wither nào. Lấy lại một cái nè. Rồi và coi còn thứ gì chúng ta có thể đập hộp nữa không. À, và một quyển sách kinh nghiệm nữa. Cái này thì mình có thể mở ra một phát nè. Ten ten. Lên cấp liền. Tuyệt vời. Và
hết rồi, được một ít kim cương nữa thôi. Giờ thầm sẽ cắt vô trong đây nhá, rồi chúng ta sẽ tiếp tục một chuyến khám phá nữa. Tại vì mình còn nhớ là gần cái tòa thành á còn có một cái khu đi xuống lòng đất nữa, và cái khu đó thì bị bỏ hoang hay sao rồi. Nên bây giờ thì mình sẽ xuống dưới và đi khám phá luôn. Mặc cái nón vào nè, rồi giờ đi thôi. Uống miếng nước cái đã, giờ đang khát nước nữa. Đó, khỏi mừng rồi đó. Làm thêm ngộm nữa nào. Ủa mấy con này thì sao cứ xoay xoay hoài vậy? Lúc đánh mình lúc thì xoay à, chả hiểu sao luôn á. Ở đây chỗ này gì đây? Ủa? Ui sao nghe tiếng zombie gì nữa hả? Ôi zombie, ui ui. Ui spawn nữa hả? Có con rương nữa nè. Ồ, được được được, mình có thể lấy chỗ này làm khu vực để mình farm kinh nghiệm. Ồ, vô tình có được một chỗ farm kinh nghiệm rồi. Wow, được được nha, vậy là sắp tới mình cứ lại đây và dùng kiếm và farm nữa thôi. Mình có thể nâng những cái kỹ năng còn lại lên cấp cao cao một xíu ấy để sử dụng mấy món đồ thoải mái hơn. Rồi, giờ mình sẽ tiến gần lại cái khu vực đường hầm này nè. Ồ, nó bị đầu sâu xuống dưới lòng đất luôn ấy. Và bây giờ thì mình sẽ trèo lên đây một xíu coi. Ồ, nó sâu chưa kìa. Và phía dưới chắc tối lắm ấy, thành ra giờ mình phải chuẩn bị sẵn cây đuốc nè, mang theo cái khiên luôn, xuống dưới còn móc ra và chiến đấu nữa. Ủa đường nào xuống ta? Ồ, như đường này đường đi xuống thì phải á. Rồi đi xuống thôi. Ồ có vẻ nguy hiểm, có vẻ nguy hiểm. Rồi. Ui, hy vọng đừng có quái vật thứ dữ ở phía dưới nha. Giống như con skeleton ma trời hồi nãy thì thôi xác định mình luôn á. Mạnh vậy thì không có ai quýnh lại đâu. Này có hai đường, một đường đi xuống, một đường đi ngang á. Ok, chắc giờ mình sẽ đi đường bên đây đi. Mình nghĩ đường bên đây nó sẽ an toàn hơn. Rồi, đi thôi nào. Ủa, cái này đập đâu vậy? Cái cây này không thích hợp để đập mấy cái tơ nhện rồi. Đập chậm rì à. Còn đường không? À, còn đường nè, còn đường nè. Rồi, băng qua cái tơ nhện luôn. Ui, mình nghe tiếng zombie rồi á. Ui, trong đây nhiều tơ nhện vậy. Phải đạp á, đỡ một hồi mà có quái thì mình còn chạy kịp nữa. Nói gì thì nói chứ, thủ đường chạy trước các bạn ơi, lỡ mà gặp quái là mình sẽ chạy liền. Đạp ra. Rồi. Ui, tiếng quái ngày càng gần rồi đó. Ôi, đây có đường đi lên nữa nè. Dạ, dạ, dạ. Một cục đá cuội. Ủa, bên trong nó có cái quặng gì kìa, để mình vô trong mình coi coi. Rồi, và cây cúp mình để gần gần một xíu mình còn đập mấy cái làm spawn nữa. Đập ra, đập ra. Ôi chưa hết, mình thấy cái rêu rồi đó nha. Ủa chưa có rương nữa hả? Ủa, chỗ này không cho rương là hơi bị giận nha. Nãy giờ đi là nhiều khi lại bị lạc ở phía dưới này ấy. Ui nó đang thiết kế một cái bẫy nè. Thì ra thiết kế bẫy hả? May mà mình cẩn thận, không thôi lọt xuống dưới này ha. Thế nào cũng bị quái nó quýnh hội đồng cho coi ấy. Nhảy quá. Ô hay quá hay quá. Không bị lọt. Ủa gì cái này là... À còn đường nữa nè. Ôi là mình bị lạc vô mê cung dưới lòng đất rồi. Ôi đi cả buổi trời mà chưa thấy cái rương nào, bắt đầu thấy em hơi toàn rồi đó. Đừng mà còn bị mắc kẹt trong mấy cái tơ này nữa. Rồi đã đi khám hiểm thì đi cho tới luôn chứ sao. Đặt cái này ra coi. Ôi có con nhện kìa. Ôi mấy con nhện này. Nhện. Nhện nè, kiếm mình hơi bị xịn nha. Đập một phát là mấy con nhện hang này ngõm rồi các bạn ơi. Bên đây thì sao? À bên đây còn đường nữa. Vậy là nó cứ xoay quanh vòng cái khu vực mấy cái đá này thôi. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa tìm ra cái nơi cất giữ kho báu. Mình đang nghi ngờ là chỗ này nó không có kho báu, nó chỉ cho anh mình thôi nè. Mấy chỗ này dễ tròn lắm. Có khi nào nó nằm ngay cái đường ở phía dưới không ta? Cũng có thể, cũng có thể á. Ủa đường này mình đi rồi. Ủa gì đâu mới là đường chính ta. Ôi xong luôn. Thế thì chết rồi, nãy giờ bị lạc rồi đó. Vậy là bị cái mê cung này dụ rồi, giờ mình không biết đường đi lên luôn rồi nè. Nãy mình đi loạn quá, đáng ra thì mình nên đi về một hướng thôi. Mình mình cứ đi theo cái cảm giác thôi. Rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, rẽ phải một hồi, giờ lạc rồi nè. Ui con nhện ở trên nữa chứ. Nhưng mà nó rơi ra một cái bandit thì phải. Coi nào, coi đúng không. Đập ra coi. Đó. À một cái băng y tế. Giờ mình sẽ chừa theo một cây đuốc. Để có gì một hồi mình hết đuốc mình còn thắp sáng và khám phá tiếp cái mê cung này. Tìm nãy giờ không được rồi, giờ mình sẽ đào luôn đi. Nãy giờ ha, dám ha, ngăn cản.
Mình phải ra tay thì nó mới... Ây da. Ui ui ui. Ui, đừng mà. Ui, chơi mà ăn trộm vũ khí người khác là sao? Ui, chơi mà ăn trộm vũ khí người khác. À, mình nhặt được một món vũ khí mới kìa. Ồ, con nhện này nữa. Nhện nè, rồi. Chắc mình phải phong ấn cái spawner bên kia mới được á. Ý, mình thấy một món vũ khí mới rồi nha. Rồi, coi nào mình sẽ đặt cái spawner luôn đi. Thôi mình đặt không? Ây da, ui con gì đây? Ủa giật gì vậy? Dạ dạ dạ. Ao ao ao. Ui người mình đang bị thương. À lấy vàng lấy tên gấp thôi. Ui quái vật gì lạ vậy, lần đầu mình gặp luôn ấy. Ui con nhện. Ui con nhện bớt manh động nào. Mình sẽ băng bó y tế một xíu cho vết thương mình lành đỡ một xí nào. Ui bị thương không bị nặng luôn rồi. Được một cái boomerang và một cái katana, vậy là mình có thể chơi tiếp cái katana rồi. Yay. Và mình sẽ sử dụng cái bandage để hồi thêm ít máu nữa nha. Thành quả nãy giờ cuối cùng cũng đã có rồi đó. Được một cây katana mang về để chiến đấu tiếp rồi. Và mình sẽ sử dụng đến khi nào cái cây rabai của mình á nó hư thôi nhá. Rồi. Lại đây. Ây da. Ủa mấy con nhện này khó đánh vậy. Thôi nào, tao mới trị thương đấy, đừng có để người ta bị thương nữa nào. Đọc gì mà đọc lâu vậy. Nhện nè. Lại đây. Ây da. Ui, nó hư spawner luôn rồi. Tuyệt vời. Là spawner này có hạn các bạn ơi, nó xuất hiện tới một số lượng nào đó thì nó sẽ bị tự hỏng luôn ấy. Thành ra mình không cần phải cố gắng để đập cũng được. Rồi còn giờ thì mình sẽ lấy cái băng y tế này để quấn tiếp thôi. Chứ giờ bị thương mà không có băng y tế là chết đấy. Rồi chị thương nào. Tướng đầu không lên máu chứ. Rồi tốt. Và giờ thì mình sẽ... Ui bên kia còn cái gì kìa, đất hả? Đất, pip. Ui đây là con gì đấy? Ôi đây còn rương nữa, một cây kiếm vàng. Kiếm vàng có công thức gì không ta? Hình như kiếm vàng mình nung ra được một phôi hả? Mang về nung ra luôn đi, đỡ phải đi đào. Cái gì giờ, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm các bạn ơi. Và à, mình có thể sử dụng nó để đặt mấy cái tơ nhện đúng không? Đúng luôn. Dùm bài nè. À, tác quái ở đây hả? Được. Ui trong kia có con gì mà nó quýnh mấy con zombie kìa. Cứu zombie thôi. Sao đây quýnh lòng đội như vậy? Ôi mấy tên này quýnh đồng đội luôn á. Ây da. Ui đốt cả đồng đội luôn. Cái con đó thật là ác độc. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Đồng đội là không được đánh đúng không? Dám đánh đồng đội hả? Ta sẽ tiêu diệt nhà ngươi. Rồi cắm cái đuốc lên cho sáng sủa một xíu nào. Dám. Ây da. Dùm bay baby manh động vậy. Ui. Ây da. Cháy. Ui nó cháy ngay phần đầu của mình nữa chứ. Mình sợ với phần đầu mà cứ nghiệm đầu của mình mà quánh mấy cái tên này á. Rồi chữa trị vết thương xong rồi nè. À mình có cách. Tập cái này ra một cái, đổ nước ra. Giờ thì khỏi sợ bị cháy. Ây á. Ui đại ca zombie hả? Hết đại ca skeleton giờ tới đại ca zombie. Ui ở đây nhiều đại ca vậy. Ui baby zombie có thể chui qua cái lỗ này ơi. Đại ca zombie này. Rồi ổn. Cứ như vậy mà đánh thôi. Chẳng khác nào nó tự dân sát cho mình đâu. Tại vì ở đây thì nó không có thể nào đánh được mình ấy. Rồi kiếm mình gần ổng rồi, chắc đổi qua katana chém đi. Ây da, cháy. Ui, nguy hiểm vậy. Ui, cái tên ma trời này. Dám tắt quái đây. Ui, đây là một cái spawner hay sao ấy. Chắc mình sẽ chặn cái đường này lại quá à. Nó chặn gì cho nó an toàn đi. Ui ra đây tìm mình luôn hả? Ui và các bạn có thấy tại sao mình có thêm được một trái tim không? Tại vì hồi nãy mình có nhặt được một cái bonsai của mấy cái con quái nè, và nó cho mình thêm một trái tim nữa. Cực kỳ tốt luôn. Và bây giờ tôi sẽ tiêu diệt cái tên này thôi. Ui con sinh ra đồ đệ nữa. Cầm kiên lên cho nó an toàn thôi. Chạy hả? Chơi mà chạy gì? Đánh nhau đi. Và khi mình cầm kiên thì mình sẽ bị giảm tốc độ đánh đi á. Mình sẽ... Ui, nó mất spawner rồi. Là cái spawner nó đã bị mất luôn rồi. Tốt. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tiếp thôi. Và nó có rơi ra một cái áo masterful. Wow. Áo xịn thì phải cất vô liền. Rồi, cất thêm cái búa nether vô nè. Áo giáp sắt thì mình cũng cất đi. Tại vì bây giờ mình phải mang thêm ba lô ấy. Mấy thứ linh tinh thì mình có thể vứt như từ zombie nè. Cá thì không cần đâu, vứt chỉ luôn. Rồi đi tiếp thôi. Sẽ đi qua bên đây. Bên đây nó còn đường nè.
Ui cái này, ui zombie kìa. Zombie nè. Kiếm katana của mình cực kỳ mạnh luôn. Rồi và ở đây mình còn có thể đánh xuyên cả những cái tơ nhện nữa. Thành ra núp sau tơ nhện ha, chết hết với mình. Rồi dùm kiếm và đập cái tơ nhện này ra. Đập luôn cái spawner này. Wow, hai cái bên luôn hả? Và đập mấy cái này thì nó sẽ cho ra những cái hết đất ấy. Và cái này thì mình cũng có thể ghép lại tạo thành một trái tim thì phải. Tạo thành hết crystal. Top. Nói chung liên quan tới hết crystal là mình khoái à. Tại vì cái đó giúp mình có thể chế tạo thêm những cái quả trái tim ấy, giúp mình có thể có nhiều máu hơn khi chiến đấu này. Và ở đây có rương kim cương. Phải vậy chứ. Đúng rồi, cứ cho thiệt là nhiều kim cương vào, mình cực kỳ thích luôn. Đi lên trên coi. Khám phá tới bây giờ, đi sâu vào trong cái mê cung thì mới có đồ. Mấy cái tên này giấu đồ ác thiệt á, giấu tiết ở bên trong như vậy thì làm sao người ta có thể tìm ra được chứ. Rồi đập cái này ra. Ui sao cái đường này lăn xong ăn vậy, lăn xong ăn một hồi cuối cùng cũng thành đường cùng mà hệ cái tên cái mê cung á. Rồi giờ trở ngược qua bên đây thôi. Bên đây lại là một đường lăn xong ăn tiếp nè. Nhưng mà mình hy vọng bên đây thì nó sẽ không có đường cùng ấy, để mình còn có thể tìm được những cái rương. Mình nghe tiếng ui đúng như mình nghe mà, quái kế bên rồi. Còn chạy ra đây làm gì nữa. Ây da, ui lùng mà súng thế. Lùng mà súng nè. Bình đoạn ra đây, kéo ra đây hả. Mình đang bị hiệu ứng mining for stick ấy. Rồi gỡ cái đuốc ra là quýnh nhanh lại liền nè. Và sau khi khám phá thêm một đoạn của cái mê cung thì bây giờ mình có thêm 10 cái hot crystal nè. Giờ thì mình sẽ ghép nó lại để chúng ta có thêm một trái tim nữa nha. Ten ten. Giờ mình đã có thêm một trái tim nữa rồi. Và mình sẽ lại đây. Nàng tiên bướm đâu rồi? Sớm mới thấy nàng tiên bướm mà ta. Để mình còn hồi máu nữa chứ. À đây nàng tiên bướm đây. Rồi lại đây hồi máu thôi nào. Giờ mình đã có thêm một trái tim nữa rồi. Và hiện tại thì mình đang có hình như là 13 trái tim lận. Rất là khỏe trong việc chiến đấu luôn. Sắp tới thì mình sẽ cố gắng tìm thêm để chúng ta có thêm thật là nhiều trái tim khác nữa nha. Và bên cạnh đó mình còn có được rất là nhiều vũ khí. Nào là Riper nè, Katana, Pestle Axe. Rồi có Boomerang nè, có được một cây gậy. Rồi những món đồ cực kỳ tốt trong những cái tòa thành cũng như là trong mê cung. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiếp tục đánh chiếm một tòa thành khác, đó chính là cái tòa thành Obsidian, kế cái tòa thành bằng đá cổ ấy các bạn. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.